Xin chào quý vị và các bạn. Tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn video clip cách đọc giá trị điện trở. Đây là bảng mà ta đọc được giá trị điện trở. Còn điện trở thông thường thì nó gồm 4 có màu. Hai có màu đầu tiên màu số, có màu thứ ba là bom màu bội số ta cần phải nhân thêm, và bom màu thứ tư là sai số của điện trở. Ví dụ, ta có một ví dụ là như một con điện trở thông thường là có gồm 4 bom màu đỏ, tím, đen, vàng, kim. Hai bom màu đầu tiên là số, ta bắt đầu tra ra đỏ số 2, tím thì ta sẽ tra lên số là 7, có màu thứ ba là bội số và ta cần phải nhân thêm, đây là đen thì ta sẽ tra bội số là nhân 10 cũng không. Còn bom màu thứ tư là vật sai số, ở đây vàng kim là cộng trừ 5%. Mà điện trở là được tính bằng ôm thì ta sẽ được con điện trở là 27 ôm cộng trừ 5%. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn video clip cách đọc giá trị của điện trở. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.